Thời gian qua, từ nguồn vốn chương trình 135, huyện Ba Chẽ đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, từng bước làm thay đổi diện mạo, giúp cho nhân dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, cải thiện đời sống, thúc đẩy phát triển sản xuất. Ba Chẽ là huyện miền núi, điều kiện kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của huyện chiếm 42%. Huyện có 7 xã, 1 thị trấn, trong đó 6 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vì thế, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện đã và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành chương trình 135 vào năm 2019. Huyện xác định tập trung nguồn lực đầu tư theo chương trình 135 có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng các công trình mang tính cấp thiết, cấp bách, quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn các xã thôn đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện giúp cho các hộ dân thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, cho cộng đồng, lấy hộ nghèo là chủ thể, là trung tâm của chương trình giảm nghèo. Hệ thống dẫn nước từ đập Khe Kha về thôn Khe Bụt, xã Thành Sơn, dài 20 km bằng ống nhựa D160 được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Thôn Khe Bụt đã thành lập tổ tự quản gồm 5 thành viên có trách nhiệm bảo vệ công trình, thực hiện điều tiết nước, tránh tình trạng sử dụng nước đầu nguồn lãng phí, cuối nguồn nước không đến được. Trước đây, khi chưa có công trình này, diện tích cây lúa của thôn chỉ đạt 3 hectare và chỉ cấy được 1 vụ lúa. Khi công trình đi vào hoạt động, diện tích trồng lúa đã được mở rộng lên 7 hectare và trồng được 2 vụ. Từ hiệu quả thiết thực mà công trình đem lại, nên nhân dân trong thôn cũng đã có ý thức hơn trong việc sử dụng nước. Mô hình tự quản này ấy, thì nó giúp cho cái về mặt quản lý nhà nước nó hiệu quả hơn. Về là cái thứ nhất thì là đối với lại cấp xã thì là chỉ thông qua đầu mối các tổ trưởng ở các tự quản ở các mối thôn thì là có những cái vấn đề phát sinh gì, ví dụ như là công trình hàng hóc chẳng hạn, thì là các tổ là báo cáo trực tiếp về xã, đó xã nắm được tìm ra cái giải pháp để khắc phục. Do đó thì đấy là cũng là một cái hiệu quả trong vấn đề là rút ngắn cái thời gian cấp xã, không phải là cử cán bộ phụ trách là trực tiếp đi xuống tận từng thôn một. Đấy thì theo tôi đấy thì cũng phải nhân rộng ra, bởi vì chúng ta mà có người quản lý vận hành thì nó sẽ tập trung hơn. Còn mình mà không có một cái tổ tự quản đấy để điều hành đấy thì người dân người ta sẽ tự do, thì là mình trong quá trình sử dụng đấy là nước sẽ không được phân đồng đều được. Không chỉ riêng hệ thống dẫn nước đập Khe Kha mà xã Thanh Sơn còn có 8 công trình khác cũng được quản lý theo hình thức tương tự. Nhờ vậy mà những công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả. Tiền đề cho xã Thanh Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 164 xuống còn 48 hộ, đưa thôn Khe Bụt, Khe Lọ Ngoài thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn trong năm 2018 và quyết tâm về đích chương trình 135 trong năm 2019. Trước đây, công trình nước sinh hoạt của ba thôn Bắc Cáy, Khe Mười, Làng Mô, xã Đồn Đạc do không có tổ quản lý, dẫn đến việc một số hộ đầu nguồn xả nước bừa bãi, còn những hộ ở xa, trên cao thì nước không đến được, gây bức xúc trong nhân dân. Mỗi khi hư hỏng thì người dân lại yêu cầu xã phải đứng ra giải quyết. Vì là công trình chung nên ý thức bảo vệ quản lý của một bộ phận người dân còn hạn chế. Để giải quyết tình trạng này, nhằm quản lý chặt chẽ và phát huy tối đa hiệu quả của các công trình sau đầu tư, nhất là với các công trình thủy lợi nước sinh hoạt trên địa bàn, huyện Ba Chẽ đã đặt ra yêu cầu. Nếu xã nào không thành lập tổ quản lý, không xây dựng quy chế quản lý các công trình đã đầu tư, thì sẽ không tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình mới trên địa bàn. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu, ngay từ khi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình thủy lợi nước sinh hoạt, địa phương đó phải đề xuất được mô hình quản lý, quy chế quản lý vận hành công trình. Song hành với việc đầu tư các công trình thủy lợi, huyện cũng đang tập trung bảo vệ rừng đầu nguồn tại các hồ đập nhằm nâng cao năng lực trữ chứa nước, đảm bảo an toàn cho các công trình. Tháng 9 năm 2017, tổ quản lý công trình nước sinh hoạt ba thôn Bắc Cái Khe 10 Làng Mô của xã Đồn Đạc được thành lập, gồm 3 thành viên đại diện của ba thôn.
quy chế hoạt động của tổ quản lý được bàn bạc thống nhất tại các cuộc họp liên thôn và thực hiện thu phí nước sinh hoạt tới các hộ dân. Sau hơn 3 tháng triển khai, hiệu quả thấy rõ là tất cả người dân trong thôn đều được sử dụng nước. Hàng tuần, tổ quản lý đi kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình, phát hiện hỏng hóc nhỏ đã kịp thời khắc phục ngay để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho bà con. Nhờ có các biện pháp cụ thể, nước sinh hoạt đã đến được với các hộ dân ở xa, ở cao, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho trên 160 hộ. Từ khi mà thành lập được cái tổ quản lý này thì nó rất là có thuận tiện. Cái thứ nhất là cái tổ quản lý nước này nó mang được cái nước đều về đến cho các hộ dân ăn. Thì là cái tổ quản lý này thì các đồng chí là để vào cuộc thì là người dân thì phải là nộp tiền. Thì nhà nước đầu tư thì bây giờ dân là ăn theo công tơ. Mỗi một công tơ thì là đóng theo khối là 1.000 một khối. Thì cái tổ quản lý này sẽ trực tiếp đi thu cái tiền này về để là cái tiền này là xã cũng không sử dụng mà lại để cho tổ quản lý này là để sửa chữa những công trình chỗ nào nhỏ lẻ mà hỏng. Còn những lớn thì là xã đầu tư sửa chữa. Việc xây dựng quy chế quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt đã được 100% xã trên địa bàn huyện ban hành, quan tâm chỉ đạo thực hiện với mô hình tổ quản lý công trình hoặc hợp tác xã. Đến nay, toàn huyện có 51 công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt tập trung. Trong đó có 10 công trình đã được nhân dân bàn bạc thống nhất thu tiền sử dụng nước qua công tơ để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ. Sau hơn một năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, huyện Ba Chẽ đã thực hiện xây dựng 78 công trình kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí trên 91 tỷ đồng. Danh mục công trình đầu tư được lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình thực hiện. Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Ba Chẽ đã có nhiều cách làm sáng tạo để góp phần tham gia xây dựng nông thôn ngày càng văn minh hiện đại. Một trong những mô hình được triển khai hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực đó chính là mô hình thắp sáng đường quê. Năm 2017, ngay sau khi tuyến đường nội thôn Khe 10 được hoàn thành, cựu chiến binh xã Đồn Đạc đã họp và vận động bà con trong xã thiết lập đường dây điện thắp sáng đường làng ngõ xóm. Người dân trong thôn rất đồng tình với chủ trương này. 34 trên 36 hộ tham gia đóng góp 180.000 đồng một hộ và ngày công đầu tư 19 bóng điện, 1.500 mét đường dây. Để quản lý và vận hành đường dây điện thắp sáng hiệu quả, xã Đồn Đạc đã thành lập tổ quản lý gồm 4 thành viên có quy chế hoạt động riêng với nguồn quỹ do người dân trong thôn đóng góp. Từ khi có cái điện thắp sáng đường quê này thì nhân dân là đi lại cũng cảm thấy thứ nhất là an toàn. Thứ hai nữa thì cái vấn đề an ninh trong thôn là các trộm cắp chẳng hạn thì là nó sẽ không xảy ra. Vì là có cái đường điện là vừa sáng đẹp vừa bảo vệ cái an ninh cho thôn. Được triển khai từ năm 2014, mô hình thắp sáng đường quê do Hội Cựu Chiến binh làm nòng cốt đã thực sự phát huy được hiệu quả. Từ 7 thôn được làm điểm, đến nay đã có 38 trên 74 thôn khu phố của huyện Ba Chẽ đã thực hiện được mô hình này, với tổng số gần 40 km đường dây điện, 846 bóng điện được lắp đặt, trên 700 ngày công đóng góp. Điều đáng nói ở đây là các mô hình này, huyện đã huy động được tổng kinh phí trên 700 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 241 triệu đồng. Còn lại do Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và Hội Cựu Chiến binh trong ngoài huyện hỗ trợ. Hiệu quả mà những mô hình thắp sáng đường quê này mang lại chính là gần 2.000 hộ dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ được hưởng lợi. Có điện, khi màn đêm buông, người dân đi lại thuận tiện hơn và tai nạn giao thông thường xảy ra ở những nơi bị che khuất tầm nhìn đã được kiềm chế. Qua đó khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình. Năm 2018 đã đi được hơn nửa chặng đường. Với cách làm sáng tạo, sự quản lý chặt chẽ, các công trình đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn 135 đã thực sự phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Trong thời gian tới thì huyện tiếp tục tuyên truyền vận động bà con trong nhân dân trong thôn để làm sao mà cùng với nhà nước để mà giám sát, kiểm tra và triển khai cái công trình mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài nội dung đó thì huyện cũng tích cực trong cái việc mà tập huấn nâng cao năng lực cho những cái hộ dân và đặc biệt là liên quan đến công tác kiểm tra giám sát và phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư
để làm sao mà tránh lãng phí những cái sự hỗ trợ, sự đầu tư của nhà nước với các cái công trình. Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện Ba Chẽ cũng đang triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ các hộ dân ở các xã trong diện 1-3 năm chuyển dịch kinh tế trong nông nghiệp, phát huy thế mạnh của từng vùng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế thoát nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà huyện đã đề ra. Trong đó, huyện Ba Chẽ quyết tâm đưa hai xã Đạp Thanh, Nam Sơn hoàn thành mục tiêu chương trình 1-3 năm, phấn đấu đưa xã Thanh Lâm hoàn thành chương trình nông thôn mới, giảm 370 hộ nghèo, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 27 triệu đồng trong năm 2018.